Xin tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một căn nhà vị trí thuộc phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Thiết kế và xây dựng là 4 tầng, diện tích là 30m, thiết kế 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi riêng biệt. Và với cái ngôi nhà này thì là có một cái ngõ ở đằng trước nhà mình ấy, trước cái phần cửa chính của ngôi nhà là có thể để được 4 đến 5 chiếc xe máy nha mọi người. Ngõ trước nhà là 1m8, cách với trục đường ô tô đi lại nó khoảng tầm 20m thôi thưa quý vị. Và cái nhà này thì đã được hoàn thiện xong gần như là 100%, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ. Với căn nhà này quý khách hàng chỉ phải chi trả 600 triệu đồng là đã có thể sở hữu cho mình với cái tiện ích 4 tầng hiện đại, sổ đỏ đầy đủ, hồ sơ điện, hồ sơ nước rất là chi tiết. Từ vị trí của ngôi nhà cách với chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học Đồng Mai, nó chỉ rơi vào phạm vi bán kính 500m quay đầu. Cách với trục đường Quang Trung mọi người nha, nó chỉ rơi vào khoảng tầm 500m, rất là tiện lợi. Và đặc biệt là căn nhà này thì chỉ đi bộ có khoảng tầm 50m là ra tới chợ thôi nha quý vị. Hoàn thiện, phần hoàn thiện của ngôi nhà thì đã được gần như là 100% chỉnh chu. Mặt ngoài, mặt tiền của ngôi nhà là được chủ đầu tư sơn toàn bộ. Và với cái phần cửa chính của ngôi nhà này thì thiết kế là rất là rộng. Nó khoảng tầm ngoài 5m nha mọi người. Và hướng nhà thì là hướng đông nam, rất là mát. Với cái cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế hai lớp cửa. Bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện. Và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp nha mọi người. Mời quý khách hàng theo em vào phần tầng 1 của ngôi nhà. Với cái căn nhà này đi lại rất thuận tiện, cách bến xe Yên Nghĩa nó chỉ rơi vào 1,5 km thôi mọi người ạ. Cách với lại Văn Phú nó chỉ rơi vào khoảng tầm 3 cây. Nói chung từ vị trí ngôi nhà này đi lại vô cùng thuận lợi. Và giá chào bán thì là 1 tỷ 760 triệu đồng, chỉ 700 triệu là nhận nhà về ở ngay, sổ đỏ chính chủ bàn giao ngay lập tức nha mọi người. Đây, Ngọc Ánh đang đứng ở đây, đó chính là cái phần phòng khách của ngôi nhà. Thì gạch lát nền, chủ đầu tư thiết kế toàn bộ là gạch kích thước 60-60 vân đá. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led, chiếu sáng, tiết kiệm điện. Và phần phòng khách thì chủ đầu tư có để chờ luôn một cái mấu quạt trần để quý khách hàng về có thể dễ dàng sử dụng lắp đặt. Đó. Tiếp theo mời quý khách hàng theo Ngọc Ánh vào phía phòng bếp của ngôi nhà. Với không gian phòng bếp cũng khá là hợp lý, có cửa sổ hướng ra phía ngõ kia rất là thoáng. Mặt bếp thì được ốp đá đen granite và xung quanh khu vực bếp thì là ốp gạch 30-60, dễ dàng lau dọn vệ sinh. Phụ kiện bếp đi kèm thì chất liệu inox 304 đều được lắp đặt đầy đủ, chậu rửa bát, bồn rửa nha mọi người. Ở đây hồ sơ điện, hồ sơ nước đã được lắp đặt đầy đủ, nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội. Căn nhà này với cái diện tích như thế nhưng mà thiết kế 4 phòng ngủ quá là hợp lý luôn nha quý khách hàng của em. Bởi vì thường thường một số căn ấy 30m thì chủ đầu tư chỉ thiết kế 1 tầng 1 phòng ngủ thôi. Nhưng riêng cái căn nhà này theo khổ đất thì chủ đầu tư thiết kế đầy đủ công năng 4 phòng ngủ cho những quý khách hàng nào mà yêu thích 1 tầng 2 phòng. Ngoài ra ở phía tầng 1 của ngôi nhà còn có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh thì đầy đủ về hệ thống bồn cầu cũng như là hệ thống máy bơm nước tự động lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Tiếp theo, hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế là gỗ lim 5 phi. Mặt bậc của bậc là được ốp đá xanh. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên trên phía tầng 2 khám phá một tầng 2 phòng ngủ được thiết kế như thế nào với cái ngôi nhà này nhé. Và tầng 2 của ngôi nhà như Ngọc Ánh chia sẻ thì tầng 2 thiết kế 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Bước lên trên phía cầu thang là ở đây mọi người có thể nhìn thấy trực tiếp 2 phòng ngủ được thiết kế như thế này. Và có 1 phòng vệ sinh ở đây. Phòng vệ sinh cũng đầy đủ về cái hệ thống sử dụng ở trong nhà vệ sinh này, bồn cầu này, vòi xịt, hệ thống sen tắm nóng lạnh, lavabo. Đáp ứng công năng cho hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh vào phía phòng ngủ đầu tiên của ngôi nhà. Đấy, thiết kế rất là hợp lý. Phòng ngủ đây, cửa sổ hướng ra phía bên ngoài và có đầy đủ ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa theo từng phòng nha mọi người. Hướng cửa sổ thì là hướng đông nam, rất là mát. Và cửa sổ thì được thiết kế hai lớp cửa, rất là an toàn, đảm bảo an ninh. Bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện.
Với cái căn phòng ngủ này thì chủ đầu tư cũng thiết kế trần thạch cao nha mọi người, rất là đẹp. Và cửa, toàn bộ cửa thông phòng của ngôi nhà này được thiết kế toàn bộ là cửa gỗ lim rất là chắc chắn nha mọi người. Đó. Tiếp theo, đây là căn phòng ngủ thứ hai. Vô cùng hợp lý mọi người ạ. Nếu như quý khách hàng nào ngoài đang tìm cái căn nhà mà một tầng hai phòng ngủ này, gần với lại mặt đường Quang Trung này, gần với bến xe Yên Nghĩa này, thì đây là một căn nhà đáng để lựa chọn. Và cái giá mà mình phải chi trả trước nó chỉ rơi khoảng tầm 6 đến 700 triệu tiền mặt thôi là quý khách hàng có thể sở hữu ngay. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý khách hàng vay trong vòng khoảng 25 năm và tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất vô cùng ưu đãi khi quý vị mua nhà nha. Thì nếu như mà về cái thông tin ngân hàng quý khách hàng muốn biết thêm thì cứ vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh, sẽ có chuyên viên tư vấn bên ngân hàng để tư vấn cho quý khách hàng rõ nhất. Đó, mỗi một phòng ngủ đầy đủ về cửa sổ cũng như là hệ thống ống chờ dây chờ điều hòa. Cửa thông phòng đây. Như vậy tầng 2 thiết kế là hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên phía tầng 3 của ngôi nhà. Mọi người ơi, bước chân lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà thì ở phía cầu thang giữa tầng 2 và tầng 3 là chủ đầu tư có lắp đặt một chiếc cửa sổ ở đây để rất là thoáng, lấy ánh sáng cũng như là cái không khí vào trong ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế giống hệt như tầng 2, gồm hai phòng ngủ riêng biệt và một phòng vệ sinh. Thì đây, phòng ngủ nó giống hệt như tầng 2 thôi mọi người ạ. Đó. Trong video này, Ngọc Ánh chia sẻ với lại quý vị đang xem kênh đến thời điểm này, nếu như một quý khách hàng nào có xem, thì Ngọc Ánh chia sẻ một chút về cái mà Ngọc Ánh hay chia sẻ ngay từ ban đầu là với cái giá trị căn nhà này thì quý khách hàng chỉ phải chi trả bao nhiêu? Tầm 600, 700 cho đến 800 triệu tiền mặt là quý khách hàng có thể về ở ngay, phần còn lại ngân hàng hỗ trợ nha mọi người. Thì ở đây không phải là câu view mà cũng không phải là câu like. Quý khách hàng vui lòng, nếu như đã tìm hiểu về cái việc mua nhà rồi thì chắc chắn là quý khách hàng sẽ biết rằng với những cái căn nhà mà Ngọc Ánh chào bán kể cả là từ 2 năm trước rồi thì cái nhà nào cũng có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Ngọc Ánh đọc được một số cái bình luận mà quý khách hàng có chia sẻ với em ở trên phần ở phía phần comment ở phần YouTube ấy, thì có quý anh chị cái gì Lan Rừng ấy nhỉ, là có chia sẻ rằng là câu view câu like thì anh xem lại hộ em, xem là ở cái phần những cái video trước nó là như thế nào. Tiếp theo có một số khách hàng nhắn tin rằng là nói trước cái giá 5-600 triệu để về ở ngay, phần còn lại ngân hàng hỗ trợ thì không biết là lấy tiền đâu để chi trả ngân hàng. Anh chị vui lòng nếu như không thích video thì có thể bỏ qua giúp em nha. Còn không cần phải xem, không cần phải theo dõi. Em, cái kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội này sinh ra để dành cho quý khách hàng có nhu cầu mua nhà. Anh chị không có nhu cầu mua nhà thì em xin cảm ơn. Không thích vào phần bình luận câu like rẻ tiền ở kia. Em, cái kênh bán nhà của em không phải là kênh để giải trí nha quý vị. Không phải kênh để giải trí. Kênh này sinh ra nhằm mục đích phục vụ quý khách hàng mua nhà, cần mua nhà và cần hỗ trợ ngân hàng. Còn cái tiền ở đâu để mua thì đấy là tùy ý anh chị, tiền ở trong túi anh chị em không thể móc ra tiêu hộ được, đúng ạ? Em xin cảm ơn nha. Tiếp theo, để nói tiếp với cái nhà này thì mời quý khách hàng theo em lên phía tầng 4, bởi vì lên tới tầng 3 là có 4 phòng ngủ rồi. Tầng 4 của ngôi nhà thiết kế có hợp lý hay không? Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên phía tầng 4. Với cái tầng 4 của ngôi nhà thì được thiết kế gồm một phòng thờ và một sân phơi nha mọi người. Rất là đầy đủ công năng, với cái căn phòng này cũng rất là rộng, quý khách hàng có thể sử dụng tùy theo cái mục đích sử dụng của mình theo từng tầng. Và cái phòng cũng vậy, Ngọc Ánh thì chia sẻ đây là phòng thờ nhưng quý khách hàng cũng có thể về sử dụng làm phòng đa năng, có thể phòng làm việc, cái này là tùy mục đích của chủ đồ nhà mới. Và phần còn lại đó chính là phần sân phơi rất là rộng của ngôi nhà, ở đây chính là phần khu vực để máy giặt, đó, sàn thoát nước đó. Với căn nhà này, 4 tầng, 4 phòng ngủ riêng biệt, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ và 1 sân phơi, thì em đảm bảo với quý khách hàng là sẽ cái giá chào bán cũng vô cùng hợp lý với cái căn nhà này và với cái vị trí của nó nha mọi người.
Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này hoặc là ngôi nhà khác thì vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhá. Bên em còn một số căn rất là rẻ và căn thấp nhất hiện tại là 1 tỷ 350 triệu đồng thôi. Sổ đỏ đầy đủ, 33 mét vuông, thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Xin nhắc lại với quý khách hàng yêu quý em theo dõi kênh của em đã và đang xem. Em không câu like, không câu view nha. Giá có như thế nào thì nói thế. Còn cái phần em nói với quý khách hàng cần bao nhiêu phần trăm trả trước để có thể còn lại ngân hàng hỗ trợ mình về ở ngay thì vui lòng gọi điện cho em. Em sẽ có một bạn chuyên viên tư vấn bên ngân hàng gọi điện chăm sóc và tư vấn cho quý khách hàng tốt nhất. Xin vui lòng gặp lại quý khách hàng vào những video bất động sản tiếp theo của Nhà Tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại.